Tôi Bùi Minh Dũng xin được chia sẻ một tác phẩm nghệ thuật Suzuki đá cảnh tự nhiên. Viên đá này có nguồn gốc từ sông Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Bằng cái đế đất sét Thái Lan từ khô, Minh Dũng tự tay nặng cái đế này khô rồi. Và viên đá. Đẹp tứ diện. Liền lấy xin cảm ơn.